Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Siren here, let's go. Play. Tuyến chân xin thì đang ngay gần đây. Wow, đây có một túp lều, một chiếc máy ảnh. Let's go. Cầu thang đây rồi. Chỗ này hơi xa, thế nhưng nó đang đi gần đến đây. Ok, mình sẽ lên trên này và chụp ảnh trước. Oh my gosh. Ok. Đi gần đến đây rồi. Mình sẽ chạy sang đường bên kia. Wow. Vẫn chưa hồi đủ chạy. Đó anh em ơi. Mình sẽ lên đây chụp ảnh. Đâu rồi? Đây rồi.
đấy gần một chút, sau đó thì mình sẽ chụp. Hoặc là mình có thể lên trên này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ hai. Big Guy, si tuyển điên. Mà tòa nhà vẫn đang còn là bình thường, chỉ mất mái vòm thôi. Đây có một anh chàng, anh ta cần cứu thương, chắc bị si lên kia quánh cho nên đang bị thương. Ở đây thì có một tấm gỗ. Ok, ta không biết cần gì không. Một nạc quả chuối. Custard gas. Chạy thôi. Chìa khóa màu xanh, mình phải đi tìm một chiếc chìa khóa màu xanh cơ. Ok, chắc phải lên trên tầng rồi. Không có gì ở trên này. Oh my god. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ ba, series kia, Horror Forest game. Let's go.
level 2. Level 2 là gì đây? Các bạn phải đi đến cái chấm đỏ nhé. Chấm đỏ chắc là trên tầng à? Hay là bên nào? Tôi nghĩ là trên tầng rồi. Oh my gosh. Lại là bây giờ mình sẽ lên trên tầng 2 luôn. Đây rồi. Level 3, let's go. Mình cũng trên tầng. Dưới chứ. Chỉ có một là trên, hai là dưới thôi. Nhưng con này nó đang ở đây. Mình sẽ lên đây xem nó có đi được kia không. Con này không có gì. Chắc chắn là dưới rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ tư. Let's go. Của hãng Bugi Game. Ok. Wow, xem xét sợ thôi. Đâu, mình sẽ đi theo hướng này. Chuẩn luôn, ở đây có một tòa nhà. Bình lưu điện. Một tòa nhà tiếp. Không biết cửa vào đâu. Cửa vào bên này. Cái gì ở đây? Bắt đầu mình sẽ đi thẳng tiếp vào đây xem. Chắc chắn gần đây sẽ có một tòa nhà nữa. Chỗ này không có gì đâu. Đây xem nào. Ok đây rồi. Nhưng mà mình vào tòa nhà này đã. Xem có cái gì nữa không.
gì ở đây. Tòa nhà này mình vừa vào rồi. Đây rồi. Let's go. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tự nhiên tiếp theo. Mình sẽ đi lại để ra một cánh đồng có một tòa nhà, có một cái nhà trong cánh đồng, sau đó thì mình sẽ tìm cách để thắp sáng và tiêu diệt ở Syria. Đi chậm chậm cái này thôi, Syria phát hiện mình đai luôn ở tòa nhà bên kia. Ok, let's go. Wow, nó đang ở đây trốn đó. Let's go. Cảm giác đây như kiểu là cũng là một đây chỗ này. Chỗ này mình đi đằng này là đúng chứ không phải. Chạy nhanh lên xem nào. Ok, ở đâu đây? Oh my gosh. Chết rồi, bị nó bắt rồi. Wow. Đang để vào để tìm xem, ai ngờ bị nó bắt mất.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. 1-2 start game. Tiêu diệt. Ok, đi đường này nào. Chạy luôn. Wow. Oh my god. Mình sẽ chạy đường này. Một nào. Let's go. Ở đây sẽ có 2 phút để các bạn đi thu thập. Vào trong này thu thập tiếp. So let's go. Mình sẽ đi bắt những anh chàng kia. Anh chàng này thì có 7 con và anh chàng kia có 6 con. Let's go. Đây rồi, trong này chắc là 6 con trong này. Yeah. Rất là đông luôn. Ở trong này là 10 con này. Chắc là sắp gặp đến nơi rồi. Đây rồi. Màu xanh. 10 chú. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo. Sirenia Horo. Wow. Nhiều cây cối ở chỗ này. Đây rồi. Chạy cái đó. Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Siren Granny. Let's go.
gần đây. Chú bảo là nhìn rất là kinh luôn. Mà sao mình đứng đây và ta không nhìn thấy gì? Oh my god. Wow. Đi luôn. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.